Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho bản tin trước ống kính. Bản tin do Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện. Hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 11, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có gì đáng chú ý? Mời quý vị cùng cập nhật qua ống kính an ninh. Thưa quý vị, cướp giật tài sản không chỉ là xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà đôi khi còn gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của nạn nhân, gây tâm lý hoang mang, bất an trong xã hội. Trong các bản tin trước, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm, cảnh báo đến quý vị về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm cướp giật, đồng thời cũng chuyển tải một thông điệp, hãy đề cao cảnh giác, chủ động phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thật sự quan tâm đến điều này, khiến bọn tội phạm có cơ hội cướp giật. Chắc may là vào hôm qua 20 tháng 11, công an thành phố Vũng Tàu đã bắt giữ được nhóm đối tượng chuyên cướp giật trên địa bàn tỉnh, gồm Lê Văn Thật 28 tuổi, Lê Hoài Hận 18 tuổi và Nguyễn Tấn Phát 34 tuổi. Trong lúc tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm, tổ công tác của công an thành phố Vũng Tàu phát hiện hai đối tượng, Lê Văn Thật 28 tuổi và Lê Hoài Hận 18 tuổi, cùng trú tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về cơ quan công an để làm việc. Qua các biện pháp nghiệp vụ của công an, đối tượng thật đã khai nhận chúng vừa cướp giật hai chiếc điện thoại của người dân vào ngày 15 tháng 11 trên đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu. Tiếp tục đấu tranh với đối tượng, công an thành phố phát hiện hai đối tượng này cùng với một đối tượng tên Nguyễn Tấn Phát, 34 tuổi, trú tại xã Xuân Nghệ, huyện Châu Đức, đã nhiều lần cướp giật tài sản tại Bà Rịa Vũng Tàu, chủ yếu là giỏ sách của phụ nữ. Từ lời khai của đối tượng, công an thành phố Vũng Tàu đã bắt giữ Lê Tấn Phát và tiến hành thu giữ nhiều tăng vật liên quan cũng liên quan đến tội phạm cướp giật tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ vừa bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Châu, 25 tuổi, trú tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an thị xã Phú Mỹ, sáng ngày 18 tháng 10, Trần Ngọc Châu điều khiển xe máy trên các tuyến đường tìm cơ hội cướp giật. Khi đến địa bàn phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Châu phát hiện một phụ nữ đang lưu thông bằng xe máy và điện thoại để trong túi quần thò ra bên ngoài. Châu chạy xe áp sát người phụ nữ này, giật điện thoại. Từ thông tin do nạn nhân cung cấp, cảnh sát hình sự công an thị xã Phú Mỹ xác định Trần Ngọc Châu là thủ phạm nên mời đến làm việc. Làm việc với cơ quan công an, Châu khai nhận thời gian qua lợi dụng người đi đường để điện thoại bóp vỏ sách lộ ra ngoài dễ giật, chúng liền ra tay. Trước khi bị bắt, Châu khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Những vụ cướp giật đều cho thấy thủ đoạn quen thuộc của các tội phạm vẫn là lợi dụng sơ hở của người tham gia giao thông. Do đó bên cạnh sự quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm của các lực lượng chức năng thì vấn đề cốt lõi vẫn là ý thức tự bảo vệ tài sản của mọi người. Một lần nữa chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên đeo nhiều trang sức, mang nhiều tài sản có giá trị khi tham gia giao thông. Không để túi sắt ở các vị trí dễ bị cướp giật như khoác tay, để trên tay cầm lái, trên ba ga xe. Và nếu chẳng may bị cướp giật tài sản thì cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, phương tiện gây án của đối tượng để trình báo cơ quan chức năng. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 485 triệu đồng đối với chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn SF Thiên Vân đứng chân tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 về hành vi chuyển giao chất thải cho đơn vị không có chức năng xử lý. Khi phát hiện tại xã Tốc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 2 bãi chất thải tập kết không đúng nơi quy định, gồm da, bùn đất, pallet lẫn một số chất thải nguy hại bốc mùi hôi thối. Phòng Cảnh sát Môi trường PC05 Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra xác minh chủ nguồn thải và biết đó là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn SF Thiên Vân. Làm việc với cơ quan công an, đại diện doanh nghiệp này thừa nhận đã thuê một xe tải mang biển kiểm soát của tỉnh Đắk Nông chở gần 30.000 kg chất thải ra khỏi khuôn viên công ty. Sau đó, tài xế xe tải đã đưa đến khu đất trống thuộc xã Tốc Tiên, thị xã Phú Mỹ đổ bừa. Ngoài bị phạt tiền 485 triệu đồng, chi nhánh công ty Thiên Vân còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Công ty Thiên Vân là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất gia công thuộc gia sản xuất keo dính dùng trong công nghiệp tại thị xã Phú Mỹ. Ghi nhận cuối cùng trong bản tin hôm nay là thông tin vừa được cập nhật từ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay 21 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng tàn trữ và mua bán trái phép khoảng 40 kg ma túy. Hai đối tượng mới bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố là Nguyễn Nhật Trường sinh năm 1986 và Phạm Duy Minh sinh năm 1979 cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 7 tháng 11, sau quá trình theo dõi, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ Nguyễn Nhật Trường và thu giữ gần 1 kg ma túy đá trên người đối tượng. Tiếp đó, một tổ công tác bất ngờ ập vào nhà đối tượng Phạm Duy Minh tại chung cư ở huyện Bình Chánh bắt giữ đối tượng này và thu giữ gần 1 kg ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét chỗ ở của hai đối tượng, công an đã phát hiện và thu giữ 40 kg ma túy các loại, 3 ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chuyên án này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trước ống kính do Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn, trên fanpage Thời sự BRT, Youtube Thời sự BRT. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brta gmail com Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.